Chào mừng các bạn đến với kênh Bình Nguyên IT 4.0 của mình. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để khắc phục máy tính Win 10 chậm, đơ, đảm bảo nhanh như lúc mới mua. Mời các bạn theo dõi và thực hiện theo mình nhé. Giờ các bạn sẽ vào mục tìm kiếm này. Sau đó gõ Run này. Tại đây các bạn sẽ gõ phần trăm tempe phần trăm. Sau đó bấm OK. Các bạn kích chuột vào đây, Ctrl A và thực hiện xóa những cái file thư mục này đi. Các bạn bấm skip liên tục ạ. Rồi, cho đến khi là những cái file này không xóa được nữa. Rồi. Sau đó các bạn sẽ vào ổ C. Các bạn kích chuột phải chọn Properties. Chọn thẻ General. Sau đó bấm vào Disk Clean. Trước khi các bạn tích vào các mục ở đây thì các bạn kiểm tra các phần download hay là thùng rác xem là có những cái file quan trọng mà mình tải về hay không. Đây ví dụ đây là mình có những cái file này. Nếu muốn giữ lại những cái file này thì chúng ta sẽ thực hiện copy sang ổ D hoặc ổ E rồi đó. Tương tự như vậy đối với thùng rác, các bạn sẽ restore lại và copy các file đó vào ổ D hoặc ổ E. Rồi quay trở lại mục này. Sau khi thực hiện các thao tác ở mục download và thùng rác thì các bạn sẽ tích chọn những cái ô còn lại. Sau đó bấm OK. Bấm Delete File. Chờ một lúc để hệ thống xử lý. Rồi, như vậy đã xử lý xong. Tiếp theo, các bạn sẽ vào mục tìm kiếm và bấm vào Storage. Đây ạ, Storage Setting. Ở đây chúng ta sẽ thực hiện cài đặt cho hệ thống tự động dọn rác. Các bạn sẽ bấm vào đây để bật tính năng này lên. Sau đó vào mục cài đặt này. Đây các bạn quan sát thấy đấy ạ. Thời gian tự động dọn rác, tự động xóa. Các bạn có thể chọn cài đặt. Ví dụ đây mình để 30 ngày. Rồi, sau đó chúng ta bấm quay trở lại. Như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cách để khắc phục máy tính Win 10 chậm đơ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy những gì mình chia sẻ hữu ích, hãy bấm vào nút like và bấm vào nút đăng ký để mình có thêm động lực sản xuất video mới chia sẻ cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.